chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Ngọc Thanh Official. Hôm nay là buổi đi off-road đây. Đấy. Nhà mình bắt đầu di chuyển từ sân bay Chubu về ga Komakihara. Em trên đường lái xe cùng nhau chia sẻ với các bạn luôn. Kem nhỉ? Xem các bạn chia sẻ với các bạn xem là đường cao tốc của Nhật nó có đẹp không, có khác biệt gì so với đường cao tốc ở Việt Nam không? Không muốn đi nhà ăn rồi. Kem làm sao nó mới buồn ngủ à con? Kem buồn ngủ à con? Mệt đấy. Cố lên, sắp về nhà rồi. 50 phút nữa thôi. Kem nằm trong ngủ tí cũng được. Cái quãng đường từ sân bay Chubu về nhà mình là sẽ cách khoảng 60 km. Nếu không đi đường cao tốc thì sẽ mất khoảng 2 tiếng 2 tiếng 15 phút di chuyển bằng đường thường. Thế nhưng mà nếu mà sử dụng cao tốc thì mất 1 tiếng 55 phút đến 60 phút. Tiết kiệm một nửa thời gian. Cắm cái dây kết nối mic từ con Osmo này đến mic Rode là phải tìm mất bao thời gian đấy. Xin 7 hay xin 6 thì đấy, không nhớ chính xác. 22 mic tiền bằng nhau. Mà con Rode kia không nhận. Chứ anh xem cái này ở Việt Nam mình không hướng dẫn đâu, mình phải xem từ các kênh của bọn YouTuber nước ngoài đấy, nó hướng dẫn đấy, bằng tiếng Anh ấy, mình xem. Xem nó hướng dẫn này trên Amazon thì mình tìm. Tìm đúng cái mã này là ra. Tìm mấy hôm mới được. Khỏe lẽ lắm. Lớp tiếng Anh. Hả? Tiếng Anh chứ, sang tuần con đi học tiếng Anh nhá. Sang tuần là tháng 10 con đi học tiếng Anh nhá. Đi học tiếng Anh ở đâu? Ở Rapio. À đâu? Ở đâu nhỉ? Học tiếng Anh ở Yong. Rapio chứ. Rồi, thỉnh thoảng bố sẽ con Rapio chơi nhá. Quay đẹp quá thầy ạ. 2,7K đã LED rồi. Đúng ra phải đặt cái này bên kia và một người ngồi bên kia là phải vừa đi vừa xét máy. Con lúc đi học thì con học con gấu. Con lúc đi học thì con học con bồ gấu mà. Đó, con học con gấu gì con? Con học con gấu màu vàng đấy. Con gấu màu vàng mà. À lúc con đi học là con học cùng con gấu màu vàng à? Vâng. Ok. Để đưa kem cái mic em nói. Cài cho kem cái mic vào.
Kem nói chuyện với bố. Kem cài mic áo giống bố này. Làm YouTuber. Và mẹ mẹ vẫn đưa ra một cài cho. Kem lớn lên làm YouTuber giống mẹ không? Mấy hôm nay mẹ mẹ để bố làm thay hộ nhỉ? Yeah. Chồng là người Nhật hay gì? Chồng là người Nhật. Nhưng mà bị chửi ở bên Việt Nam. Ờ. Lúc mà trước khi đi qua cửa tử vượt thì cũng chửi. Chửi cái gì mới được chứ? Lý do là gì mà chửi mới được chứ? Ở bên đấy là đường để cho người công vụ bên ngoài ra. À ừ, thế thì đi, sao lại đi vào đấy thì chả bị chửi đúng rồi đi nữa. À không, người ta bảo là đừng tưởng lấy chồng Nhật nào ai đúng không? Muốn được ưu tiên thì mình phải hỏi người ta chứ. Nhưng mà không cần. Nhưng mà mình ngày trước mình hai vợ chồng đi Tết có cần đâu nhỉ? Không cần. Tùy người đấy. Thôi lần sau rút kinh nghiệm mình nhà gần nó chả sợ, nhà ông nào nhà xa thôi thì mình sợ thôi. Chụp ảnh là được. Ở Việt Nam nó làm ngặt là đúng thôi, nó sợ buôn bán người. Mấy gần đây nó mới làm ngặt thôi. Gần đây nó bảo là gần đây mới làm ngặt à? Gần đây mới làm ngặt thôi. Đấy. Ừ. Đấy là qua đường cao tốc nhá, ETC đúng là cũng có. Có một cửa thường và một cửa ETC. Nagoya này. Cao tốc ở bên Nhật này thì là sẽ có biển màu xanh là cây. Là cao tốc bên Nhật. Ở Việt Nam không biết có thế không nhỉ? Hình như thế sao? Việt Nam cũng hình như nó đều quy định chung của toàn thế giới đấy. Cứ cái biển màu xanh lá cây là chỉ dẫn đường cao tốc. Vietnam Airlines hay là Vietjet thì cái quy định nó có từ lâu rồi mà mình quên, mình không chuẩn bị thôi. Ở Nhật về còn phải thậm chí còn phải xin Juminyo cộng với giấy khai sinh mà. Đợt Hùng Hiền nó đi cũng thế mà. Thế là do mình chủ quan. Cái đợt vợ chồng mình đi Tết mình chả mang giấy khai sinh đi thì không à? Anh có cầm đi mà. Nó không có mang giấy photo khai sinh mà. Anh là người cầm giấy tờ chứ ai cầm? Có luôn. Lóng quá. Sườn sang trái. Đây nhá, đây là cửa vào này. Đấy, cửa vào đường cao tốc này. Một xên mốt. Xe kê và xe thường là 1 cm. Nóng thế kem ơi. Con không nóng nào hả? Kem không nóng à? Mẹ có cái áo cho con ấy mặc cái áo. Con đóng bảo con đóng cái kia bảo. Con đóng cái điều hòa kia bảo. Con đưa tay con gạt con. Đóng này bảo. Con đóng này thế. Hết đỡ lạnh chưa? Ok chưa? Đây của bố. Tốc mới nhanh chứ. Việt Nam mình bây giờ đường cao tốc cũng đẹp lắm rồi. Đặc biệt ngoài Bắc đường cao tốc phát triển lắm. Đất nước nào cũng thế thôi, muốn kinh tế phát triển là phải giao thông phải phát triển, kinh tế nó phát triển được.
Bản cái con DJI Osmo Action 4 này là con mới nhất ấy, bây giờ ấy và nếu mà so với bọn GoPro thì con này nó sẽ chịu nhiệt tốt hơn. Con GoPro là nhanh bị nóng với cả bị phồng pin ấy. Nhưng mà hình ảnh thì con GoPro đẹp hơn, nhưng mà con này thì nó bền bỉ hơn. Không có sạc nhanh đúng không? GoPro thì không có sạc nhanh, nhưng mà GoPro quay hình nó đẹp hơn, nó không chênh lệch quá nhiều đâu. Con này nó quay đêm tốt hơn con GoPro. Con 4 này nó cải tiến lên một tí, giá nó đắt hơn. Gần 13 triệu, 12 triệu 900 nghìn à. 12 triệu 9 à? 12 triệu 060 nghìn đúng không? 040 nghìn, 12 triệu. Khuyến mại thẻ nhớ. Mua rẻ hơn ở bên Nhật mà. Nhật là mua 7 man 5 sen 900 yên. Chưa có thẻ nhớ. Nhưng không biết là cái tiêu chuẩn sản xuất của bên hai bên nó khác nhau không? Đấy. ETC mấy cả IPang, IPang là trả tiền mặt. Đấy, mất một sen mốt. Tất cả là tự động hết. Bây giờ Việt Nam mình cũng ETC hết rồi. Trước là trả tiền mặt, trả lại trả liếc các thứ tốn tiền, bây giờ có người để thu. Bây giờ bắt đầu có ETC lên khuyến khích là tất cả toàn dân là ETC. Một số chỗ thôi đúng không? Ừ. Đấy, như ở bên Nhật này thì gần như không có nhân viên. Chỉ có một cái bot là chỉ có một nhân viên duy nhất thôi. Khi mà có sự cố thì là người ta sẽ ra người ta khắc phục luôn. Chứ không có người ngồi trong bot để thu tiền giống như ở Việt Nam mình. Đấy là mình phải học người ta. Việt Nam tốc độ phát triển quá nhanh nhỉ. Mình đi Nhật từ 7 năm nhỉ? Mỗi một lần về là thấy cái sự khác biệt. Nửa năm thôi đã khác rồi, tôi nói đến một năm. Em buồn ngủ quá rồi. Con ngủ đi. Về ăn cháo. Con bay từ Nội Bài sang từ ở nhà xuất phát ra Nội Bài từ lúc 9:30 ngày hôm qua, bắt đầu từ nhà xuất phát đi, bây giờ là hơn 12 tiếng rồi, 10:15 mệt buồn ngủ. Cái thời gian bay từ Nhật Bản về Việt Nam hoặc là từ Việt Nam về Nhật Bản, nó thời gian chính thức bay ở trên máy bay nó chỉ được 4-5 tiếng thôi. 4-5 tiếng thôi, nhưng mà cái thời gian làm thủ tục rồi di chuyển từ nhà ra sân bay nó mất thời gian. Mình cũng là có cái may mắn là ở Việt Nam là nhà gần sân bay, cách sân bay có hơn 2 cây thôi. Tuần thứ hai là đi cao tốc, bây giờ này không phải là giờ cao điểm nên là cũng thông thoáng. Mấy các bạn trải nghiệm đường cao tốc Nhật Bản. Đánh dấu kỷ niệm 4K sắp nên là nhà mình quyết định đầu tư con camera DJI Osmo Action 4 này để cho ra những cái video nó chất lượng hơn, để đáp ứng kỳ vọng của các bạn. Các bạn nào có yêu thương thì ủng hộ cho mình bằng cách like, share
subscribe cho kênh của mình nhé, để mình sớm đạt mục tiêu cán mốc 10k sub. Muốn ngủ quá. Bạn kem muốn ngủ quá. Đấy, cẩn thận. Anh nấu sẵn cháo cá hồi rồi nhá. Tí ba mẹ con về ăn. Chết rồi, sập nguồn rồi. Vậy khả năng là cho anh cục dự phòng ấy Thanh ơi. Nhanh nhanh nhanh, không là sập nguồn rồi. Con này nó không nhận à, thôi đây rồi, nó nhận rồi. Ờ đấy, nó lại không hỗ trợ này. Và nhanh cho anh ấy sục sạc dự phòng luôn. Nó 8% rồi. Về Việt Nam thì không rõ là cái phí cao tốc ở Việt Nam có cao không, vì cái quãng đường mà khoảng 60 km thì ở bên Nhật nó có rơi vào cỡ khoảng 2 trên 2 là rơi vào cỡ khoảng 350-400 nghìn. Thì ở Việt Nam mình không rõ là lệ phí cao tốc nó có cao như vậy không. Bỏ 2 trên rưỡi, bỏ 2 trên 1 đến 2 trên 2 thì sẽ tiết kiệm được khoảng 1 tiếng rưỡi. Hôm trước đặt vé kiểu gì nhá mà hôm nay nó đưa đồ ăn đưa hết rồi. Sao chị qua em có đồ ăn mà sao không có ăn? Nó bảo là do bị lỗi thông tin. Hả? Nó bảo do bị lỗi thông tin, sai thông tin vé với cả trên hệ thống. Hai mẹ con mà có 3 man 6 thì nó quá rẻ thật. Cả mua thêm một kiện nữa còn 3 man 9 đấy chứ này ạ. Đang đi qua địa phận của thành phố Nagoya, Nhật Bản. Nhà thì thành phố Nagoya này là coi là thành phố lớn thứ 3 Nhật Bản. Nó gần giống tương đương như là Đà Nẵng ở Việt Nam mình. Lớn nhất thành phố Tokyo, mình đến Osaka. Tiếp đến là Nagoya. Vừa là lớn thứ 3 mà vừa cũng làm ở giữa đất nước. Gần giống tương đương như Đà Nẵng ở Việt Nam. Nhưng mà Đà Nẵng ở Việt Nam thì đẹp hơn vì Đà Nẵng có biển. Nagoya thì thành
không phải là thành phố biển. Nhiều động đất nhưng mà người ta vẫn xây nhà cao tầng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.